Là bệnh viện không có tiền bạc nữa. À lúc vô bệnh viện không có tiền rồi mắc coi sao? Nó trội lắm, mới tuần tuổi này nó mắc con rồi. Xa con nó rồi. Không biết làm sao nữa. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. À, kính thưa bà con nha, Trưng đang đi quay chợ Cù Là cùng mấy anh em á, thì có nghe một cái tin báo á, là ở đây thì có một cái gia đình một người mẹ bị mất và có hai con là hai đứa nhỏ giờ đang sống dưới bên ngoại nội đó quý vị. Thì cái nhà ngay đây nha, bây giờ Trưng sẽ đi qua bên đó để xem thăm thử nhà đó như thế nào, giữa hai đứa trẻ ra sao nữa. À, thì có lẽ là hàng xóm mình ở đây thì biết nên thành ra là mới kêu quý vị, mới kêu qua nữa. À, đây nhà nhà nào đâu nhà kia hả? Trời ơi, con cái không phải con hả? Không phải. Biết rồi chứ, con là con ai? Con là chú lấy kẹo cho ăn thôi chứ. Dạ. Mấy chú lấy kẹo cho ăn, bắt kẹo cho ăn. Mấy đứa nhỏ đây thưa quý vị, đây gọi là cái cầu á, cái cầu nè. Cái nhà trống lỏng trống trên luôn à, phía trên này ra không có gì hết trơn. Rồi chào. À, em này là em lúc nãy giới thiệu phải không? Nói cho biết phải không? Nhỏ cháu à, bán ở chợ anh đó. Rồi chị là mẹ nhỏ nó đó. Mẹ này là mới mất hả? Mới mất đấy nè. À, bao nhiêu tuổi, mất bao nhiêu tuổi rồi cô? 21 tuổi hả? Dạ. Dạ này vô tới. 21 tuổi mất rồi. 21 tuổi mất rồi. Có mấy đứa con cô? 2 đứa mà nó ở mới đem lại thì không dám cho nhỏ ở, nó khóc quá cho gửi cho bà nội nó nuôi vài bữa. À sao mất rồi cô hả? Sao mất? Nó bệnh não. Dạ. Viêm não, viêm bằng não gì đó tôi cũng không biết nữa. Nằm bệnh viện hết tuần hơn tuần. Viêm bằng não. Dạ. Dạ. Rồi chở bác sĩ trở lại là nó cứu không nổi. Dạ. Mất ở bệnh viện luôn. Rồi bây giờ hai đứa bé đâu rồi? Nó bà nội nó bên gì? Bà môn thứ 2, thứ 3 gì đó. Không dám để nó khóc quá. À. Còn thứ 3 biển á. Xa đây không? Xa. Cậu cái bé, cậu cái lớn á. Mắt là mẹ ở đây luôn hay sao? Mắt ở bệnh viện mà đem lại đây. À bệnh viện đem đây rồi. Thì giờ nó thì nó ở bên chồng. Dạ. Rồi mới thiêu hôm qua hay sao? Dạ. Tại nó nhỏ tuổi quá không dám để lâu. Dạ. Sao mình không dám để lâu nhỉ? Để nhỏ tuổi là sao? Tại nó nhỏ tuổi quá, để lâu quá sợ ta không cho làm tâm phước nhiều đêm. Rồi hiểu rồi. Dạ. Có một đêm một. Phong tục. À, mình là người Khmer hả cô? Khmer. Khmer ta cho con không cho làm gì. Thấy tội lắm cậu ơi. Con tôi chết tội lắm. Dạ. Thấy tội lắm, mới tuần tuổi này nó mắc con rồi. Xa con nó rồi. Không biết làm sao nữa. Em đón con gái cô mắc đột ngột không hay là... Mắc đột ngột luôn á. Tức là đang khỏe mạnh bình thường. Cũng chung là đang sinh hoạt bình thường. Rồi xong rồi cô trở bệnh nặng. Trở bệnh nặng không? Trở tan kịp luôn. Không có gì lo cho nó kịp á. Dạ. Nằm bệnh viện không có tiền bạc nữa. À lúc vô bệnh viện không có tiền rồi mắc coi sao? Mắc ở bệnh viện luôn. Dạ. Mấy bác sĩ ta cho lại, đem lại. Dạ. Là bệnh viện rồi không có tiền. Do không có tiền mới mất hay là sao hay là... Bác sĩ người ta theo dõi hoài đó mà không có tiền lo. Hai bác sĩ người ta nói nhỏ này cứu không nổi. Cho về đi. Dạ. Tại cha mẹ khổ lắm, không có tiền lo cho con. Tới nói tôi chung. Cha nó... Ổng nó nên đi kiếm cá hồi sáng nó không có gì ăn đâu. Giờ chùa anh ta cho gạo được khúc, được bao. Dạ.
ổng làm gì làm hồ đó, làm hồ mà bây giờ bệnh dịch tới giờ không có đi làm được luôn, tại rồi, con vậy nó hết sức đi luôn. Rồi sáng nay ông đi đâu rồi? Ông đi kiếm cá chưa về nữa. Kiếm cá là sao? Đi xịt cá rồi trúng đỉnh đó à, văng kiếm... lưới, văng lưới đi, giống như văng lưới này nọ để mà kiếm cá về ăn cơm á hả? Dạ dạ. Cô là gì đây cô? Chị ruột. Chị là chị ruột của cô này hả? Dạ. Ở hàng xóm luôn không ạ? Ở kế bên luôn á. Dạ. Cậu ơi, hai thằng em nhỏ lắm. Dạ. Tưởng như ba đứa con đó kìa. Hai đứa con. Mới đó 1 tháng à. Hai đứa con rồi giờ. Đứa con lớn chưa? Đứa kia 6 tuổi, chưa được học nữa. Nhỏ được có 5 tháng à. 5 tháng à, uống sữa đó. Dạ, đứa nhỏ sao có 5 tháng rồi chưa? Ừ, đứa sao đứa gái có 5 tháng rồi dạ, chưa gọi là chưa có dứt sữa được chưa nữa có dứt sữa nó 5 tháng rồi dạ. Thấy từ nghiệp lắm cậu ơi, cái đứa nhỏ nó biết mẹ nó mất không? Nó biết. Biết hả? Em trở lại đây nè, ở đây nè, tại nhỏ lớn thì nó biết, nhỏ không có biết à. Nó khóc quá khóc rồi dạ. Nó khóc cái tím mặt mày luôn, nhỏ đó nó không ở không được, cho nó gửi bên nội 2-3 bữa. Cô có một đứa con duy nhất là sao? Hai đứa, đứa kia mới sanh 2 tháng à. Không, cô con của cô là con gái này, là còn ai nữa không? Còn đứa nữa, hai đứa còn đứa. Đứa nữa là đâu rồi? Lại á. Thằng này nó té bữa hổm lên trời. Đây là kể. Rễ hả? Ừ. Loại tranh đi má mà tin hả? À, rễ thứ hai. Bật luôn tranh. Là con gái thứ hai đây. Con gái thứ hai đó. Mới sanh được 2 tháng. Dạ. Dạ. Rồi chồng của gái thứ ba đâu? Ở bên thì cho con nó coi con đó. À dạ. Bên đó. Ồ nhà đây quý vị, cũng là cũng là nhà gọi là nhà đất bùn. À, tức là trời mưa này... lại nó tràn trề luôn. Dạ mưa nó tràn xuống này đúng không? Tràn tới vô đây luôn. Tràn xuống này luôn nè quý vị. Bên nhà ta cao bên tôi thấp đó đâu có tràn luôn. Rồi con này mình cũng mấy tháng á anh? Này mới có 2 tháng à. Dạ. Nó bệnh dịch tới giờ đâu có làm gì được đâu. Ở nhà anh nuôi con vậy đó. Nhỏ nữa. À lâu quá lo nhò quá trời nè. Con bé kìa. Tóc sao quắn gì con? Hả? Nhà bá thì nó đỡ nó ngay. Còn em quá trời à. Lo không nổi, trở tay không kịp luôn. Kiếm đầu này người ta không cho, đầu kia tao không cho, thấy mình nghèo quá. Dạ, đột ngột như vậy đúng là cũng cái gì đó là cũng sót. Tại vì nó cái gì đó cũng vậy. Mà mình không nghĩ đến mức mà nó nhanh như vậy. Nó nhanh quá. Dạ. Không khóc à. Rồi thế này nè, cậu ra lấy bọc đồ ăn á, lúc nãy á, đi chợ á. Tụi con có chưa, có kẹo chưa? Đây. Ra ra cho cậu kẹo con. Chạy nó mập cọp á. Con gửi đây, thay mặt mình quân con gửi cô 1 triệu nha. 1 triệu tiền dạ. Để có chút đỉnh gọi là lo cho gia đình thôi. Dạ, cô hả? Dạ. Để con để gửi cho mấy bọc đồ ăn nữa. Dạ cảm ơn. Dạ cho gia đình ở đây. Cậu ơi, cậu Tăng ơi, lấy 2 bọc đồ ăn đây nha. Hai đứa mất hết đứa rồi. Dạ. Con mới 21 tuổi quá vừa trẻ. Quá trẻ. Dạ. Gái lớn bao nhiêu tuổi? Dạ con 23. Ồ vậy hả? Hai đứa đó. Cũng hai đứa con rồi hả? Cũng hai đứa đó. Dạ. Không ngờ nó đi đằng nẻo nặng luôn. Dạ, thôi bây giờ cũng số phận như vậy rồi. Dạ. Cũng cầu mong cho mau siêu thoát. Cảm ơn cậu. Dạ. Dạ dạ. Hãy đợi chút xíu đem nút đồ ra qua cho cô. Đây cô nhá, gửi cô mấy bọc đồ ăn mới mua ở chợ quý vị. Dạ, cảm ơn. Mua ở chợ đi phát cho bà con á. Rồi Trưng gửi đây, rồi gửi cho cô luôn đây. Nha.
cảm ơn. Dạ, trong này có cá, rau, củ, đồ đạc của trong trong này á, để mà đi chợ được. Dạ, cảm ơn. Dạ. À, thưa quý bà con nha, thưa quý bà con thì rồi cảm ơn cô nha. Dạ. Trường hợp này thì tôi cũng ghé qua đây để mà xem tình hình gia đình. Rồi con tạm biệt con nha. Dạ, dạ. Để cho bà con mình biết thêm một hoàn cảnh nữa, địa chỉ là như thế nào anh ha? Địa chỉ ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp, là huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Rồi, ok, hiểu rồi. Có gì hỗ trợ cho bên này? Dạ.